Này, bạn có chơi trên cát không bạn? Bạn có chơi trên cát không? Có, mình sẽ chơi trên cát, trượt trên nước, trên sóng nữa. Mình sẽ trượt và lướt trên mặt biển này. Nga ní. Bạn cùng đón xem là mình sẽ lướt và trượt khi nào trên cát nha. Nhưng mà lúc mà em thấy trên cát rất là lạ đấy. Nga ní. Thế à? Sinh viên nhạc viện. Mưa giăng lá đồng em có nghe. Mưa về nắng đưa chân em có nghe. Mùa thu xanh lá. Một người khác đi nhé. Sinh viên nhạc viện. Mang tình yêu mới em có nghe. Thì anh nói mình yêu nhau nhé. Okay. A few minutes later. Mình vừa đến Phú Quốc. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển về khách sạn và chuẩn bị đi rehearsal cho buổi trình diễn tối hôm nay. Hôm nay mình diễn bài gì? Đố các bạn biết. Thì mọi người hãy đón chờ phần trình diễn này của Yana vào vlog đi diễn Phú Quốc nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng đoàn, cùng các anh chị để đi vào khách sạn. Yeah, đi. Mình đang đi xe về Corona. Em đây này. Đúng rồi. Nhưng lần trước em thi idol đúng không ở đây. Thế mọi người có đi qua đi lại. Không phải nói. Đây là phòng chờ. Lúc mà em bị loại. Còn đây ôm mọi người. Có khóc không? Không. Cười tê tét. Mọi người khóc thôi, đang khóc. Mời đẹp, mời đẹp. Ăn gì? Ăn chả vừa đấy, nó quất hai bát cơm mọi người ạ.
mãi cuối ấy, theo xa lắm ấy. Xuống hồ bơi để bơi. Yeah. Nước tình cần tựa như cơn sóng. Là cho các bạn ra ban công. Đấy rất là mát. Mát lắm. Ôi, 40 độ. Wow. Đấy, cái chỗ kia kìa. Cái chỗ kia lần trước mà em quay về đang đủ. Một hòn đảo nhỏ xinh nhỏ. Rất là một kiểu. Thôi, đi vào thôi. Cảm ơn. Phú Quốc. Bây giờ thì mình đang stand by để chuẩn bị lên sân khấu với một tiết mục mở màn chấn động tại Phú Quốc. Và bây giờ thì nhạc lên, đèn lên nhạc. Lần Gianna đi diễn xong, Gianna sẽ xem khoảng 1.000 lần cái bài hát của cô ấy và không quan tâm ai cả, không thèm ngủ luôn. Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em dù là đêm dù. Giờ đi đâu hả Giang? Giờ chúng mình sẽ ra chợ đêm Rainbow để ăn đêm nha. Đã ăn đâu? Ăn tối, ăn chiều. Ở chỗ này thật là nhiều kỷ niệm với mình. Mình đã có mấy ngày ở đây nhỉ? 3 ngày hay là 2 hay 3 ngày gì ở Rainbow Phú Quốc để ghi hình vòng nhà hát Việt Nam Idol. Và ngày nào mình cũng đi trên những con phố này. Hôm nay mình lại đi nàng lại thì nó gợi cho mình rất là nhiều kỷ niệm. Hôm bị loại là top 15 thí sinh, quay ghi hình đến hơn 2 giờ sáng và ngồi ăn lẩu đến 6 giờ sáng hôm sau với giám đốc âm nhạc. Nhớ quá. Em thấy tuổi 22, tuổi 21 của em là nhiều ấy, kỷ niệm, nhiều cột mốc ấy. Không biết sao em tuổi 22 nhà, ui nói còn dùng mình bị hò rô. Đây xin giới thiệu mọi người, đây là chợ đêm Grand World. Xe điện được không? Giang ra để diễn được không? Được. Mình sẽ trượt rô lò. Xong mình xuống mình bơi luôn. Được mà đúng không? Nhắn nhủ đến các bạn dancer đi. Nếu mà các bạn đi diễn thì các bạn hãy nhớ đến mình.
thêm cho các tiết mục thêm phần đặc sắc hơn. Chân châu trắng. Ồ, size nhỏ thôi. Không béo lắm. Thêm kim chi, thêm chân châu nhưng size nhỏ. Ghê. 12 giờ đêm cho đỡ béo. Ok ok. Là không biết là chia một nửa calo sang ngày mới và nửa calo sang ngày cũ đúng không? Ok. Đấy, em chỉ ăn món này và nước mắm thôi, không nào khác mà thêm món này đâu. Em đang giảm cân. Giảm dữ chưa? Ôi không hề béo một xíu nào, hải sản thôi mà. Đạm này là đạm tốt. Cái này anh Việt chỉ tôi cho ăn mà. Ý là chỉ được ăn cá, ăn tôm, ăn hải sản, không ăn thịt. Đúng rồi, thế thôi. Thế thôi. Bữa này là kết thúc rồi. Jenna, mọi người có thể đến đây để chụp hình check in Jenna nhá, tại Phú Quốc. Ok. Jenna chuẩn bị lướt sóng bằng vậy là đã kết thúc chuyến đi diễn Phú Quốc của Jenna rồi. Và cảm ơn mọi người đã xem vlog lần này. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và theo dõi nhá. Em ơi, đừng quên nhấn follow mình ở dưới đây. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye.